Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 2 Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lĩnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng. Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí. Bây giờ, con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng. Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. Bây giờ, con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chính trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Sự dễ dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con, để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà, và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng mà đi theo các lối tối tâm, là người vui dạ làm dữ, ưa thích sự gian tà của kẻ ác. Chúng nó cong vậy trong đường lối mình và lầm lạc trong các nẻo mình. Lại, sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ là người đàn bà lạ nói lời vua nịnh. Nàng lìa bỏ bạn của buổi đan thì và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình. Vì nhà nó siêu qua sự chết và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về hoặc được tới các lối sự sống. Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện và gìn giữ các lối của kẻ công bình. Vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian ác sẽ bị trút khỏi đất và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó. Chương 8 Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho bảy ống loa đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ. Người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét các tiếng, chớp nhoáng và đất động bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất một phần ba đất bị cháy một phần ba loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy vị thiên sứ thứ nhì thổi loa bèn có một khối tựa như hoàng núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển một phần ba biển biến ra huyết một phần ba sinh vật trong biển chết hết và một phần ba tàu bè cũng bị hủy hết vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống cháy có ngọn như một bó đuốc ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước tên ngôi sao đó là ngải cứu một phần ba nước biến ra như mùi Ngãi cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì một phần ba mặt trời bị hại một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Chương 9 Tháng 12 là tháng Ada, ngày 13, khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lệnh và chiếu chỉ của vua. Tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân Juda ham hố lấn lướt họ. Nhưng việc đã đổi trái đi. Chính các người Juda đó lại lấn lướt những kẻ ghét mình. Thì dân Juda hiệp lại tại các thành. Trong khắp các tỉnh của vua Asheru, đặng tra tay vào những kẻ tìm làm hại mình. Chẳng có ai chống trả nổi chúng bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Juda lắm các đầu trưởng của những tỉnh, các quan trấn thủ, các quan cai quản cùng những người coi việc vua đều giúp đỡ dân đa vì họ kính sợ mặt đôi chê. Vì mặt đôi chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh. Bởi người mặt đôi chê càng ngày càng cao trọng. Dân Juda hãm đánh các thù nghịch mình bằng mũi gươm, giết chết và tuyệt diệt chúng nó. Phàm kẻ nào ghét họ thì họ đãi theo mặt ý mình muốn tại Kinh Đô -xu -sơ, dân Yuda đánh giết 500 người và họ cũng giết Phạt Sang Đa -tha, Đanh Phong, Abatha, Phoratha, Adalia, Aridatha, Phạt Matasa, Arishai, Aridai và Vayesatha, tức là 10 người con trai của Haman. Cháu Hammedatha là kẻ hãm hiếp dân Judah, nhưng chúng không tra tay vào hóa tài. Trong ngày đó, người ta đem cho vua hai số những kẻ bị giết trong Kinh Đô Su Sơ. Vua nói với Hoàng hậu ECT rằng, dân Juda đã giết chết tại trong Kinh Đô Su Sơ 500 người và 10 con trai của Ha Mang Thai. Lại trong các tỉnh của vua, chúng còn đã làm chi nữa? Bây giờ nàng xin gì? Tất ta sẽ ban cho. Nàng còn cầu chi nữa? Tất sẽ làm cho. Bà ECT thưa rằng, nếu đẹp ý vua, xin hãy nhậm cho ngày mai dân Juda ở tại Susa cũng làm như chiếu chỉ về ngày nay và cho phép treo nơi một hình 10 con trai của Haman. Vua bèn truyền lệnh làm như vậy. Có hạ chiếu chỉ truyền ra trong Susa và người ta treo 10 con trai của Haman. Dân Juda ở tại Susa cũng hiệp lại trong ngày 14 tháng của Ada và giết 300 người ở tại Susa, nhưng chúng không tra tay mình vào hóa tài những dân Juda khác ở trong các tỉnh của vua, bàn hiệp lại binh vực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết 75.000 người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tài. Việc ấy xảy ra nhằm ngày 13 của tháng Ada, còn ngày 14 tháng ấy chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Nhưng dân Juda ở tại Susa, nhóm hiệp trong ngày 13 và 14 của tháng ấy, còn ngày 15 tháng ấy chúng an nghỉ và lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Bởi cớ ấy, những người Juda ở các nơi hương thôn lấy ngày 14 tháng Ada là một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày lễ để gửi cho lẫn nhau những lễ vật. Mặc đôi chê ghi chép các điều này và gửi thơ cho hết thảy dân Juda ở trong các tỉnh của vua Asheru hoặc gần hay xa, để khiến cho họ hàng năm giữ ngày 14 và 15 của tháng Ada. Vì trong ngày và tháng ấy, dân Juda đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an. Sự đau đớn đổi ra mừng rỡ và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ. Lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng, gửi cho lẫn nhau những lễ vật và bố thí cho người nghèo khổ. Dân Judah nhận làm theo việc mình đã khởi làm, và theo điều Mạc Đô Chê đã viết gửi cho mình. Vì Haman, con trai Hamedatha dân Agat, kẻ hãm hiếp thế thảy dân Juda, có lập mưu hại dân Juda đặng tuyệt diệt đi và có bỏ phu rơ nghĩa là bỏ thăm để trừ diệt và phá hủy chúng đi. Song khi bà ECT đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà Haman đã toan hại dân Juda hãy đổ lại trên đầu của hắn và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi một hình. Bởi cơ đó, người ta cứ theo chữ phu rơ mà gọi các ngày đó là phu rim. Lại vì có lời của thơ này và vì cớ các điều chúng đã thấy cùng bị xảy đến cho mình, nên dân Juda nhận và định thường lệ cho mình, cho dòng giống mình và cho những người sẽ nhập bọn với mình. Mỗi năm phải giữ hai ngày này tùy cái thơ này và theo thì nhất định chẳng ai nên bỏ bê lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời chẳng được bỏ bê ngày phu rim này khỏi giữa dân juda và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ hoàng hậu Esther, con gái của Abihai và mặt đôi chê người đa, lại viết thơ thứ nhì đặng khuyên dân đa gìn giữ lễ phu rim người lấy lời hòa bình và chân thật mà gửi thơ cho hết thảy dân juda ở trong 127 tỉnh của nước Asheru, đang làm chứng quyết định các ngày phu riêng ấy theo thì tiết nhất định, y như mặt đôi chê người Juda và hoàng hậu Esote đã dạy biểu chúng, và y như chúng đã lập lý cho mình và cho dòng dõi mình về kỳ kiên ăn và ai khóc. Lĩnh mạng của bà ECT định việc giữ các ngày phu riêng. Đoạn điều đó được chép vào sách. Chương 10 vua Asheru, bắt xứ và các cù lao của biển nộp thuế. Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của mặt đôi chê. Vua thăng chức người lên làm sao? Thảy đều có chép vào sách sử ký các vua nước Medi và Phaerusha. Vì mặt đôi chê người Juda làm tể tướng của vua Asheru trong vòng dân Juda, người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình, và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Jesus quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dẫy con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu xu -quít. Amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo chúa yêu bạn rất nhiều